Chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Con Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo tử vi tiết lộ, có phúc có phần. Thời gian tới, nữ mạng Tân Dậu 1981, tiền xếp chặt két, đổi đời giàu sang. Quý vị thân mến, bất ngờ phú quý thành công, đôi chân mở lối đời không ưu phiền, sinh ra vận mệnh tử thiên, thất bại lui tới cũng liền tránh xa. Năm này đại phát lộc tài, muôn đời vạn kiếp nguy nga huy hoàng. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị cô bác đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, mỗi người sinh ra đều được gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ, nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình, tình duyên và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua tiên chỉ tử vi thì có thể dự báo được số phận của một con người qua nhiều giai đoạn dài ngắn khác nhau. Vì thế mà ngày nay việc xem tử vi đã dần trở thành thói quen của rất nhiều người. Đây là việc làm rất quan trọng, là cơ sở hạ tầng để bạn xây dựng những mục tiêu và kế hoạch trong tương lai. Thông qua kết quả tử vi năm 2024 này, bạn sẽ có được những hướng đi mới trong sự nghiệp lẫn tình cảm của mình trong thời gian tới. Và không chỉ như vậy, tử vi còn có thể giúp bạn dự đoán trước những điều không tốt có thể xảy ra, để giúp quý vị bản mệnh làm chủ mọi việc trên tất cả mọi mặt của cuộc sống. Và để tìm hiểu cụ thể hơn về tử vi năm 2024 này, năm Giáp Thìn, Dậu gặp Thìn Lâm cục diện nhị hợp, hứa hẹn một năm đầy may mắn và phúc lộc ngập tràn cho tuổi Tân Dậu nữ mệnh sinh năm 1981. Xin mời quý vị theo dõi phần luận giải có nội dung như sau. Có phúc có phần. Thời gian tới, nữ mạng Tân Dậu 1981, tiền xếp chặt két, đổi đời giàu sang. 1. Thông tin cơ bản về tuổi Tân Dậu. Sinh năm 1981, nữ mạng năm Giáp Thìn 2024. Nữ mạng tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Khi bước sang năm Giáp Thìn là bao nhiêu? Tuổi âm lịch, vận niên, sao chiếu mệnh ra sao? Ngũ hành lưu niên xung khắc hay tương hợp? Tất cả những thắc mắc này sẽ được giải đáp ngay sau đây. Tân Dậu sinh năm 1981, hay còn được gọi là Long Tàng Chi Kê, gà trong lồng, nam sinh dương lịch, từ 15 tháng 2 năm 1981 đến 24 tháng 1 năm 1982, tuổi âm lịch, 44 tuổi, nữ thuộc cung Cấn Thổ, Tây Tứ Mệnh. Tân Dậu theo ngũ hành, thuộc mệnh mộc, thạch lựu mộc, tức cây thạch lựu, tương sinh, hỏa, thủy, tương khắc, thổ kim. Thạch lựu mộc vốn là loài cây sinh trưởng ở vùng đất sỏi đá khô cằn, nên nó có sức sống mãnh liệt phi thường để có thể thích nghi tồn tại được. Chính bởi lẽ đó, nó ảnh hưởng tới tính cách con người mang mệnh này. Người mệnh thạch lựu mộc mang một tính cách đa dạng, không thuần nhất. Họ có lối tư duy tưởng, suy nghĩ kiên định và cứng rắn, ít khi thay đổi, nghị lực với cốt cách con người họ ít ai sánh bằng. Trong ngũ hành, mệnh mộc thuộc mùa xuân, mùa của sự sinh sôi, phát triển của muôn loài. Hành mộc được hình dung như một cái cây, ở đó vừa có sự mềm dẻo, nuôi dưỡng, vừa có nguồn năng lượng tượng trưng cho sự phát triển. Do đó, những người thuộc thạch lựu mộc cũng được biết đến với tính cách phẩm chất nhân hậu, vốn lương thiện, biết yêu thương, cảm thông chia sẻ. Nữ Tân Dậu mệnh mộc là mẫu người đa tài, họ dọn nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại, yêu cái đẹp, nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn, cân nhắc giữa hai mặt. Phụ nữ tuổi Tân Dậu
phần lớn thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn hoạt bát có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Họ có thể trở thành những người lãnh đạo tài ba hay một nhân viên xuất sắc. Dù ở vị trí vai trò nào, thì tuổi Tân Dậu vẫn có thể phát huy tối đa tài năng, tinh thần trách nhiệm cao của mình. Những người này khéo léo trong giao tiếp. Vì vậy, họ có thể xây dựng nhiều mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Không ai giỏi thuyết phục người khác bằng tuổi Thân Dậu. Lĩnh vực ngoại giao sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Nữ giới tuổi Thân Dậu có thể thử sức trong lĩnh vực thiết kế. Sự khéo léo, tỉ mỉ, chăm chỉ sẽ giúp họ đạt được nhiều thành công. Làm việc với những người tuổi Tân Dậu, bạn sẽ luôn trong tình trạng phấn đấu, nỗ lực hết mình, bởi những người này rất cầu toàn. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến họ không ưng ý. Điểm yếu duy nhất của tuổi Tân Dậu nữ mệnh, khi làm việc lại quá do dự, thiếu quyết đoán. Điều đó khiến cho họ bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng để phát triển sự nghiệp của mình. Họ phù hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, bởi đôi lúc họ bảo thủ cố chấp, không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Dù cho có gặp khó khăn vì tính cách này, nhưng tuổi Tân Dậu là những người có ý chí quyết tâm vững vàng, họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì. Càng về sau, sự nghiệp càng phát triển, tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Từ 40 đến 45 tuổi là những năm đẹp nhất trong cuộc đời Tân Dậu. Làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, có được sự nghiệp, cuộc sống như ước muốn. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Phụ nữ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh thành Lựu Mộc, có đường tài lộc không tồi, tiền bạc dư dôi chẳng lúc nào túng thiếu. Tuy nhiên, cũng thường xuyên lâm vào cảnh phá tài. Cũng may là tài lộc hết rồi lại có, bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay. Tuy nhiên, con giáp này tốt hơn hết chớ nên cho người khác vay mượn quá nhiều, khả năng nhìn người không tốt, tới lúc cho tiền đi mà không lấy lại được, vừa thiệt thân mà còn vừa mua bực vào mình. Một điểm nổi bật trong vận trình của phụ nữ tuổi Tân Dậu, dù là trong công việc hay trong chuyện tiền bạc, là sự không ổn định. Họ có tài nhưng cũng có tật, thiếu tập trung hoàn toàn vào công việc. Bản mệnh cần học cách độc lập làm việc, chớ nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Khi gặp phải chuyện khó khăn, việc đầu tiên mà bạn nên làm đó là tìm cách tự mình giải quyết. Điều đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Những kinh nghiệm mà bạn đúc rút được sau mỗi lần sẽ trở thành vốn quý mà không gì có thể sánh được, cũng không có tiền bạc nào mua được. Vì thế, đừng tự tay chặt mất cơ hội thăng tiến của mình. Trong cuộc sống, những người này khá chăm chút về vẻ bề ngoài. Vì vậy, họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Thân Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường, kém độc đáo khi xuất hiện trước đám đông. Họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Tuổi Tân Dậu cũng là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Tân Dậu là người coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp họ vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà phụ nữ tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Họ không chỉ đảm đang tháo vác mọi việc nhà, mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Tân Dậu có rảnh rỗi, bởi đa số họ dành thời gian để phát triển công việc và bản thân mình. Sự chăm chỉ ở tuổi trẻ sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng, sung sướng và giàu sang. Tuy nhiên, đôi lúc phụ nữ tuổi Tân Dậu chủ quan làm việc quá sức, bởi vậy họ hay gặp phải những biến cố về sức khỏe. Về sức khỏe, Tân Dậu chứa nhiều kim tính trong tuổi. Khi lớn tuổi, dù kim vượng hay suy thiếu chất hỏa, kiềm chế các bộ phận như phổi, ruột, dễ có vấn đề. Nên lưu ý từ thời trẻ về già đỡ bận tâm. Theo tử vi luận đoán, tuổi Thân Dậu nữ mệnh có số hưởng thọ từ 69 tuổi đến 83 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. 2. Xét tổng quan tử vi nữ mạng.
tuổi Thân Dậu trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Tân Dậu. Theo can chi ngũ hành, xét về thiên can, Tân gặp sát bình hòa, cuộc sống ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định. Nữ mạng Tân Dậu không còn phải chịu cảnh vất vả, một thân một mình lo toan cho gia đình nữa. Công việc và tiền bạc đều nằm trong tầm kiểm soát, nên đương số nhàn hạ được tấm thân. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn Lâm cục diện nhị hợp, tốt cho cả công danh và tài lộc, công việc tiến triển thuận lợi, càng làm càng thắng, tài chính ngày càng gia tăng, kinh doanh buôn bán đắc lộc, đời sống vật chất phóng khoáng không phải căn kè chi tiêu như trước. Xét về ngũ hành, bản mệnh tương sinh cho lưu niên, nhìn chung công việc vẫn khá thuận lợi, nhưng hao tổn nhiều công sức, hại sức khỏe. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành như trên, nữ mạng Tân Dậu, sinh năm 1981, được dự báo sẽ có nhiều điều suôn sẻ trong năm 2024. Cuộc sống bớt đi phần lo toan, bản mệnh cũng được nhàn hạ tấm thân, công danh tài lộc không có gì phải lo lắng. Làm càng nhiều thì càng thu về nhiều, phương diện tình cảm gia đạo cũng rất êm ấm, đón nhiều hỷ sự. Tiếp theo, xem tử vi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng theo sao Hạn, năm 2024, tuổi Tân Dậu nữ mạng gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Trong số 9 ngôi sao, hay còn gọi là cửu diệu niên hạn, thì Thái Bạch, hay còn gọi là Kim Tinh là một cục hung tinh, được cho là xấu nhất trong các sao xấu. Trong năm Hạn, người bị sắc Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, uốn đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở thiếu đạo đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim Tinh còn được gọi là chiếu dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành. Quý nhân kiến nghị thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn. Sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vẫn chính tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên, thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này, thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Trong dân gian đến nay vẫn còn lưu truyền một bài thơ về sao Thái Bạch như sau. Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Bi ai đang khó hao tiền, không sai cũng bệnh trong năm khỏi nào. Có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm. Cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau được mình. Thái Bạch là hung tinh chủ hao tổn tiền bạc, có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Muốn giải hạn giúp vận trình thăng tiến nhanh thì Tân Dậu nữ mạnh, gặp việc gì cũng cần lưu ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Xem tử vi nữ mạng tuổi Tân Dậu theo niên hạn là Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm. Đối với các tuổi, nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định, Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La, trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được cố định tại cung Thìn. Cùng với địa võng, sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy, quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm làm trái, vượt qua thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn Thiên La,
cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình êm ấm, trở nên ghen tuông. To tiếng kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn thiên la khi gặp phải, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn thiên la này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục, trắc trở, thường xảy ra cãi vã. Ghen tuông, lời qua tiếng lại khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng sắp cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Tiếp theo, vận niên năm 2024 của tuổi Thân Dậu nữ mạng. Năm 2024 Giáp Thìn, tuổi Thân Dậu gặp vận niên Mã Trúng Đao. Mã Trúng Đao là cảnh ngộ ngựa chiến bị thương. Nếu trong năm bản mệnh gặp vận này mà không biết kiềm chế thì dễ gặp thất bại. Bản mệnh tốt nhất là mũ ly che tai, không nên cạnh tranh với ai việc mình làm. Trong năm gặp vận niên này, bản mệnh không nên xuất hành đi xa, kỵ sông nước, cầu phà. Công việc kinh doanh nên giữ nguyên như trước, hạn chế đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mới, về cuối năm mọi việc sẽ tốt hơn. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Tân Dậu nữ mạng, theo tuổi mở, tam tai 2024, tuổi Tân Dậu không phạm tam tai, các phương diện cuộc sống ngày càng đi vào quỹ đạo ổn định, đường số không còn quá vất vả, lo toan cho gia đình. Kim Lâu 2024, tuổi Tân Dậu phạm Kim Lâu xúc, không thích hợp mua hoặc đứng tên xây nhà trong năm, bởi nó sẽ khiến cho công việc gặp trở ngại làm ăn buôn bán thua lỗ lửa chừng. Hoàng Ốc 2024, tuổi Tân Dậu không phạm Hoàng Ốc, nếu tiến hành làm nhà trong năm Giáp Thìn. Tiểu kết, nữ mạng Tân Dậu sinh năm 1981, phạm Kim Lâu xúc trong năm 2024, nên không thích hợp đứng tên mua bán. Xây dựng nhà cửa, làm ăn cũng có phần bấp bênh, hạn chế mở rộng ở thời điểm này. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Tân Dậu nữ mạng. Năm 2024 này, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mệnh, đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện nhị hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Giáp Thìn, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà tử vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vật trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Tân Dậu nữ mệnh trên các phương diện khác nhau. Cụ thể như sau. Về sự nghiệp được nhị hợp hậu thuẫn, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Vì vậy, khi có cơ hội thay đổi công việc đúng sở trường, người tuổi Tân Dậu nữ mệnh nên nắm bắt, vì đó sẽ là tiền đề để có cuộc sống viên mãn sau này. Hơn nữa, nhờ có tính cách cởi mở và thật thà, bản mệnh nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn có thiện cảm với bản mệnh ngay từ lần gặp đầu tiếp xúc. Các mối quan hệ xã giao hòa hảo giúp nữ tuổi Tân Dậu bắt tay vào việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung mới trong công việc. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào vùng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, nhờ cái duyên buôn bán cùng sự vui vẻ, thân thiện của mình mà các chị có công việc làm ăn thuận lợi, dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Có điều trong năm 2024 này, vẫn có điểm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh quan phủ. Đường số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn, gây bất lợi trong công việc nhé. Về tài lộc, trong năm Giáp Thìn 2024, tài lộc của người tuổi Tân Dậu nữ mệnh cũng hanh thông hơn hẳn,
dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trục trặc, vất vả như trước, mưu sự dễ thành. Dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện thu về lợi nhuận tốt. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có. Tiền vào như nước, bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình. Khi duy trì được nguồn khách ổn định, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tân Dậu nữ mệnh còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Bạn đúng là người phụ nữ song toàn, không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà. Bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trong năm vẫn có một số thời điểm vận khí sa sút, lại thêm hung tinh kiếp tài, chủ về hao tài xung chiếu, nhắc nhở người cầm tinh con gà cần đề phòng mất tiền mất của. Đầu tư kinh doanh trong năm cần phải toan tính thật thận trọng, kẻo sai một ly, đi một dặm, cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối đấy nhé. Với người làm công ăn lương, công việc thuận lợi có thể khiến bạn lơ là, mất kiểm soát trong công việc, soát lại giấy tờ, sổ sách. Vậy nên hãy luôn chú tâm vào công việc vì nó có thể ảnh hưởng tới nguồn thu nhập chính của bạn. Về phương diện tình cảm gia đạo, được ngũ hành tương sinh tác động, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà lại chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh, đôi bên có thể tìm cách hâm nóng tình cảm, tạo thêm những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Đáng tiếc là tình hình sức khỏe của nữ mạng tuổi Tân Dậu lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc, dù công việc có bận rộn đến mấy. Con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Tiếp theo, hóa giải vận hạn theo phong thủy. Năm 2024 dành cho nữ mệnh Tân Dậu, sinh năm 1981, cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy, hạn chế dùng đồ trắng. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an việc dùng người. Dùng người nên thận trọng chớ tin người thái quá, kiểu bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch cửa nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ. Làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần và tài ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của cũng không qua nguồn cơn. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu, phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự,
chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chứa đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý chị Tân Dậu thân mến, không ngại chịu khổ, vận mệnh thay đổi. Khi có thân người thì con người có 8 cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu không được, oán hận lâu, thân tâm mệt. Con người trong bể khổ ấy mà vẫn không đánh mất đi bản tính chân thành, thiện lương của mình. Một người nếm đủ cay đắng, khổ đau trên đời mà tâm vẫn hướng thiện, thì tất cả các nỗi khổ ấy đều hóa thành một bông hoa vô cùng chân quý, thánh khổ linh hoa. Và sau đây là lợi ích của việc nhận diện nỗi khổ. Nhiều người cho rằng, tại sao Đạo Phật cứ xoay quanh chuyện khổ, thay vào đó nói tới những điều hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao? Thực ra, Phật giáo hướng đến sự chân thực của cuộc sống, muốn chúng ta hiểu và đối diện thay vì trốn tránh. Nhờ vào những lời Phật dạy, ta có thể có được trí tuệ, thái độ sáng suốt, dám đối diện với sự thật để giải quyết tận gốc những khổ đau trong cuộc đời, chứ không sống trước sự giả vờ, ảo mộng hay lạc quan để tự lừa dối mình. Ngài đã để lại một nền văn minh chế độ, đồ sộ, kho tàng dược liệu để chữa trị bệnh khổ đau cả thân và tâm cho chúng sinh. Ta cũng chẳng thể phủ nhận các lợi ích của việc nhận diện nỗi khổ như sau. 1. Không quá hoang mang khi gặp vấn đề. Giống như việc lập kế hoạch vậy, khi ta đã lường được một số tình huống có thể xảy ra, bao gồm trường hợp xấu nhất, thì lúc xảy ra vấn đề, ta vẫn bình tĩnh hơn. Vì thế, việc nhận diện những nỗi khổ cũng đã giúp ta phần nào đó trong cuộc sống. Một sự việc không tránh khỏi thì ta có bất ngờ oán thán sẽ chẳng lợi lộc gì. Quan trọng nhất là cách xử lý. Thế nên khi đó ta biết rằng sự việc đang diễn ra và ta sẽ dành năng lượng cho việc giải quyết vấn đề mà thôi. Tương tự như vậy, khi gặp một trong 8 nỗi khổ trên ập tới, ta sẽ ung dung hơn trong việc đón nhận. Ta đã hiểu rằng một khi đã là quy luật thì chẳng thể chống nổi, vì nó vẫn cứ sẽ xảy ra dù muốn hay không. Cũng như trong câu chuyện về Đức Phật giúp người phụ nữ thoát khỏi nỗi đau mất con, cũng dựa trên sự hiểu biết này, vì sống trên đời này có ai không trải qua cái chết, có người chết sớm, có người chết muộn, ta có cố gắng tránh bằng mọi cách cũng không được, chưa nói tới lợi ích nào to lớn khác. Ngay khi nhận diện được các nỗi khổ, cũng đã khiến chúng ta bớt đau khổ hơn rất nhiều. Đó thực sự là điều tuyệt vời mà nó có thể mang lại. Thế nên Đức Phật thường nhắc tới sự khổ cũng là có lý do của nó. 2. Không bị bất cứ điều gì chi phối. Khi chúng ta nhận diện được rằng những ham muốn chỉ khiến ta buồn thêm khổ nhiều thì ta bớt nắm bắt, tham lam, giữ mọi thứ về mình, từ đó nhận thức về sự biết đủ. Có như thế mới thoát được khỏi nghịch cảnh, tránh bị chi phối dẫn đến những hành động sai lầm. Ta nhận diện hoàn cảnh xảy ra, thay vì bám chấp quá phụ thuộc cảm xúc của mình vào đó. Ta biết rằng khổ nào rồi cũng sẽ qua, nên đời này có bị thất bại hay có lúc vùi dập chúng ta xuống vực thẳm, phải tin rằng mọi việc cũng sẽ lùi vào quá khứ và ta lại tiếp tục sống tiếp trên hành trình của mình ở cõi trần thế này. 3. Tu thân để thoát khổ. Để thoát khổ không phải là chuyện một sớm một chiều. Chỉ có người đủ tài trí, đủ duyên thì mới tu hành có thành quả và thoát khổ được. Trong khi đó, hầu hết chúng ta ở cõi đời này vẫn còn nhiều tham sân, si giữa đời thường, nên điều tốt nhất mà ta có thể làm đó là tu thân. Việc tu thân này có thể thực hành từ việc nho nhỏ và từng chút một. Nếu cảm thấy từ tu thân có vẻ khó hiểu, thì nên được tạm hiểu một cách nôm na là kỷ luật bản thân. Ví dụ như, ta có mong muốn mua một bộ quần áo đẹp, chẳng hạn như những nhắc nhở bản thân rằng trong tủ còn rất nhiều đồ nên ngừng ngay việc mua sắm lại. Làm được việc đó cũng đã bước đầu thành công trong việc kỷ luật bản thân rồi đấy. Trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Có Phúc Có Phần. Thời gian tới, nữ mạng Tân Dậu 1981, tiền xếp chặt két, đổi đời giàu sang, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm niềm vui và thành công trong cuộc sống.
tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, tiếp theo phần cuối chương trình là lời Phật dạy về sự khiêm tốn, đức hạnh. Khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Tử Vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay. Chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, liệng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại, lười biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó. Thái độ của người này trở nên ngạo mạn, nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy? Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người, càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo, còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn. Lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng. Còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay. Tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa,
Người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có. Phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào. Giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát. Bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y, thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn. Trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn. Học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn, bao dung để dung nạp mọi thứ. Bao dung để thứ tha và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.